Thưa quý vị, vừa qua tại thủ đô Washington của Mỹ thì quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã công bố báo cáo năm 2022 về kinh tế. Báo cáo cho biết kinh tế thế giới năm nay sẽ tăng trưởng ở mức 3,2% như dự báo trước đây, nhưng năm sau tăng trưởng sẽ chỉ ở mức 2,7% theo dự báo của IMF. Ba nền kinh tế lớn nhất thế giới đều tăng trưởng thấp vào năm sau: Mỹ tăng 1%, Trung Quốc tăng 4,5% và khu vực đồng Euro tăng 0,5%. Như vậy là năm 2023, kinh tế thế giới được dự báo là sẽ rơi vào suy thoái. Trong khi đó thì lạm phát trên toàn thế giới hiện ở mức 9,5% và được dự báo sẽ chỉ giảm xuống 4,11% vào năm 2024. Lạm phát đang làm giá lương thực thực phẩm, giá năng lượng tăng cao và ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi gia đình, đặc biệt là người nghèo. Giá dầu đã giảm mạnh từ mức cao nhất một tháng. Theo các chuyên gia thì những lo ngại về suy thoái đã lấn át ảnh hưởng từ động thái mới của OPEC+. Theo dữ liệu từ Oil Price, hôm nay 12 tháng 10 thì giá dầu Brent giao tháng 12 giao dịch ở mức 94,29 đô la Mỹ một thùng. Cùng thời điểm thì giá dầu WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 88,54 đô la Mỹ một thùng, giảm 0,81 đô la Mỹ tương đương với 0,91%. Giá dầu giảm mạnh do lo ngại suy thoái sau khi quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu. Sự lao dốc của giá dầu còn bị ảnh hưởng bởi nỗi lo về nhu cầu ở Trung Quốc. Nhiều thành phố lớn của nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới này như là Thượng Hải, Thâm Quyến đang tăng cường xét nghiệm COVID-19 và khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục áp các lệnh phong tỏa để kiềm chế sự lây lan của virus là rất cao. Thưa quý vị, giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip đã sụt giảm mạnh tại thị trường châu Á. Trong bối cảnh là các nhà đầu tư quan ngại về những biện pháp mới của Mỹ nhằm kiểm soát xuất khẩu Giá cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, giảm kỷ lục 8,3%. Cổ phiếu của Samsung Electronics Co. và Tokyo Electronics cũng không thoát khỏi xu hướng giảm. Cổ phiếu của các hãng chip bị bán tháo trong bối cảnh là các nhà đầu tư quan ngại về những biện pháp mới của Mỹ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với các công nghệ bán dẫn tiên tiến. Trước đó, thì Bộ Thương mại Mỹ ngày 7 tháng 10 đã thông báo một số biện pháp mới để kiểm soát xuất khẩu trong đó bao gồm hạn chế xuất khẩu đối với một số chip được sử dụng trong siêu máy tính và các yêu cầu khắt khe về việc kinh doanh thiết bị bán dẫn các nhà sản xuất xe điện ở châu á và các công ty cung ứng đang đẩy mạnh việc huy động vốn dưới hình thức đó là phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng còn gọi là IPO nhằm tận dụng xu hướng phát triển của loại phương tiện này đó là thông tin vừa được đưa ra bởi tờ tạp chí phú quân các số liệu thống kê cho thấy kể từ đầu năm tới nay, hơn 23 tỷ đô la Mỹ đã được các công ty trong chuỗi cung ứng xe điện huy động thông qua các đợt IPO và bán cổ phiếu tại thị trường châu Á, không bao gồm Nhật Bản. Theo các chuyên gia, thì mặc dù phần lớn các thị trường IPO toàn cầu đều suy giảm, lĩnh vực xe điện là một trong số ít những nhóm ngành có sức hút lớn nhờ tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cao trong dài hạn. Các chuyên gia của Bank of America dự báo các nhà sản xuất xe điện, nhà cung cấp pin và công ty chạm sạc xe điện có thể thu về 100 tỷ đô la Mỹ từ các thương vụ IPO trong giai đoạn 2021 2023. Thưa quý vị Lâu nay thì châu Á luôn là điểm đến yêu thích của cộng đồng du lịch bởi vẻ đẹp truyền thống, năng ấm tràn hòa, cảnh sắc thiên nhiên phong phú cùng nền ẩm thực độc đáo. Việc các quốc gia châu Á dần gỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại hậu đại dịch COVID-19 đang đem lại nhiều chuyển biến tích cực đối với ngành du lịch. Sự trở lại của du khách quốc tế được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch châu Á và hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế. Sau hơn 2 năm áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt, từ ngày hôm qua, Nhật Bản đã chính thức mở cửa du lịch hoàn toàn cho du khách quốc tế. Các hãng hàng không đã bổ sung nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu di chuyển đã bị dồn nén từ lâu. Chuyến bay của tôi không còn một chỗ trống. Điều đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi nghĩ mọi người đang rất muốn đến đây và điều này sẽ tốt cho nền kinh tế. Nhật Bản cần khách du lịch. Người thân và bạn bè tôi đều hỏi khi nào thì Nhật Bản mới mở cửa trở lại. Chúng tôi đã phải chờ đợi ngày này từ rất lâu. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sau khi quay trở lại, các du khách quốc tế sẽ chi tiêu khoảng 35 tỷ đô la Mỹ một năm, qua đó thúc đẩy ngành du lịch và nền kinh tế tại các địa phương. Các doanh nghiệp du lịch cũng tin tưởng vào một sự phục hồi. Tôi nghĩ lượng khách du lịch vào thời điểm hiện tại chỉ có thể đạt được khoảng một nửa mức của năm 2019. Tuy nhiên, con số này sẽ dần tăng lên. Ngoài Nhật Bản, nhiều nền kinh tế trong khu vực như Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc và Đài Loan Trung Quốc cũng liên tục thay đổi các chính sách kiểm soát dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy du lịch để bù đắp cho sự suy giảm của thương mại quốc tế sau đại dịch. Các quốc gia Đông Nam Á được coi là điểm sáng tích cực với tỷ lệ đăng ký lưu trú tại các khách sạn tăng 57% kể từ đầu năm tới nay. Hoạt động đầu tư vào lĩnh vực du lịch, khách sạn cũng được tăng cường. Sự phục hồi của lĩnh vực khách sạn ở châu Á Thái Bình Dương đã tăng tốc trong vài tháng qua khi các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng. Điều này đã làm gia tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư, ngay cả khi nền kinh tế phải đối mặt với một số khó khăn. Chúng tôi dự báo tổng vốn đầu tư vào khách sạn ở châu Á Thái Bình Dương sẽ là 10,7 tỷ đô la Mỹ trong cả năm 2022. Tuy vậy, ngành du lịch châu Á vẫn sẽ phải đối mặt với một số thách thức như nhu cầu đi du lịch hạn chế hơn của người dân tại nhiều quốc gia và sự thiếu vắng nguồn du khách khổng lồ từ Trung Quốc. Do đó, ngành du lịch của khu vực được dự báo sẽ chưa thể phục hồi hoàn toàn trong năm tới và chỉ có thể trở về mức trước đại dịch sớm nhất là vào năm 2024. Với sự phục hồi của ngành du lịch, ngành hàng không châu Á cũng đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Theo ước tính mới nhất của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA, lưu lượng hành khách hàng không tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay sẽ phục hồi về mức tương đương 73% mức ghi nhận năm 2019, trong bối cảnh các nước đới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại. IATA đánh giá, động lực tăng trưởng của ngành hàng không châu Á là rất mạnh mẽ, đặc biệt là các thị trường lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngoại trừ Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế 24 giờ hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào quý vị